bắt đây là bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời của mình, Dalio. Máy được thiết kế vỏ inox 304, ruột inox 304 và lớp phong cách nhiệt 15 phân. Đây là ống chân phong của nó. Thì như các bạn biết là cái chân mình đã lắp trên đây rồi, và cái mái tôn này nó yếu, mái tôn này rất là yếu, cho nên là bên mình đã mua sắt về để gia cố thêm. Các bạn nhìn thấy cái phần xà gồ này không? Rất là yếu, tôn nó yếu, cho nên là mình đã mua sắt thêm về để đan vào trên này. Thì trên này là mặt bằng của nó, thì đang bắn tôn vào đây. Thì bây giờ mình sẽ đưa máy lên để rồi bắt đầu lót để cho các bạn theo dõi. Đây, trước mặt các bạn đây là bộ năng lượng bình bảo ôn năng lượng mặt trời, các bạn thấy không? Thì được chữ in nổi chữ Bình Minh Woodbone, Bình Minh Titanium. Thì đây là vỏ inox 304 và được form 15 phân. Còn đây là ROM của nó nha các bạn. Bao gồm máy 160 nút, bao gồm 15 ống. Thì các bạn nhìn thấy là lớp form này dày 15 phân, 5 phân này. Thì đây là lớp ROM chịu nhiệt của nó. Các bạn nhìn thấy không ạ? Lớp ROM chịu nhiệt này có thể tháo ra tháo vào được. Đó, mình gặp lại đây. Ừ. Thì đây là bốn con ốc của nó, thì bốn con ốc này bắt đầu bát. Đây là ký hiệu của nó. Bốn cái này vào đây. Đó, thì mình sẽ tháo bốn con ốc này ra để bắt vào chân đó. Thì đây là ống chân không hấp thụ nhiệt 5 nước Hitech. Được sản xuất theo công nghệ bản, thì các bạn nhìn thấy đây là nó có chữ Tech Nhật Bản. Ống thủy tinh này gồm 5 lớp thất thủy nhật, thất thủy nhật 99%. Ống thủy tinh 518. Về chọn hướng thì hiện tại máy này đang quay về hướng đây. Thì các bạn đón theo hướng mặt trời, mọc hướng đông hạ hướng tây, thì mình quay về hướng nam. Thì hướng nam chắc chắc phía này, mình nên là máy quay về đây để đón. Đây là hướng lúc 2 giờ chiều, 1 giờ chiều, 1 giờ trưa thì sẽ nằm đây. Thì mình để đây để đón nắng, đón nắng mọc qua đây, vặn qua đây, đặt vào đây. Rồi, đưa bình bảo ôn lên. Về phần mặt sàn này thì nó đã có 4 cây xà gồ ở giữa chỗ này rồi nha các bạn, cho nên rất là trúng. Trên này thì mình sợ ở lớp tôn sẽ có 2 cây, 2 cây vào đây nữa, 2 cây vê nữa để hai bên này để cho nó khỏi móc tôn. Chưa lọc rồi, ra ngoài hết rồi. Rồi. Thì ở dây nó có sẽ có 4 lỗ. Tiếp sửa lại. 4 lỗ, các bạn nhìn thấy 4 lỗ không? Đưa 4 lỗ đây. Thì máy này 3 hệ thống cấp nước. Hệ thống này là hệ thống nước cấp vào ở dưới. Hệ thống này là hệ thống ống hơi. Đó. Không cần siết chặt nhá. Ống này, ống hơi này có thể bít đi và chuyển ống hơi sang bên này. Đây các bạn nhìn thấy ống hơi bên này. Đó. Cần chặt nữa. Đây là đường ống cấp xa, thì nữa mình sẽ làm ống thông hơi ở đây và sạc xuống luôn. Ok. Thì các bạn, đây là đường hệ thống nước cấp, nước lạnh vào. Thì mình sẽ hàn cái ống này đây và cho van một chiều ở đây, tại đây đã. Đấy, cái đây là van một chiều của nó. Thì mục đích mình để cho xa ra để tránh, để tránh cái nước nóng nó trào lại, nó cách xa ra để không xài bằng ống Bình Minh. Xài ống nước PVG này thì cho nó bền. Rồi, đây mình sẽ cho đây. Rồi, thì từ chỗ này trở đi sẽ là ống nước lạnh cấp vào đây. Và một chiều này sẽ chặn lại cái dòng nước để cho nó khỏi nước phải chảy ngược ra. Thì đây thì mình đang đút ống thủy tinh vào cái máy nước nóng này. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái ROM bôi trơn của nó này.
cho ít bôi trơn đi. Đó. Đó. Các bạn để ý xoay hai đầu. Xoay đầu trên và xoay đầu dưới. Công nhận. Rút ra. À rồi. Thì như các bạn đã biết thì đây là đường nước cấp xa, thì mình sẽ làm ống hơi ở đây. Tại vì bồn hơi bị xa cho nên là mình phải làm ống hơi ở đây để cho nó thông hơi tốt. Còn và đầu bên này, qua bên này thì mình sẽ hàn bít đi. Mình sẽ lấy một cái bít thì mình sẽ đây là cái bít 25 này các bạn. Đó, thì mình sẽ bít nó đi. Thế bôi xà bông bôi khoảng một gang thôi nhá, đừng có bôi xuống dưới này nhá. Nó dít nó khó đẩy. Như vậy là mình đã hoàn thành được các bạn ạ. Hoàn thành trên này. Đó. Các bạn nhìn nhá. Thì cái này hệ thống nước cấp này mình sẽ bít đi. Đây. À, nước cấp sáng xóa. Các bạn cầm vào. Thì sau đây sẽ có một cái van khóa. Đó. Thì bên này là hệ thống nước cấp xuống mình sai. Thì đây là ống hơi. Ống hơi thì các bạn nhìn nó sẽ ngang ngửa với cái bồn nước làm bên kia. Đây là ống hơi sẽ cao đây này. Thì mình sẽ kiếm cái dây để cột cái ống hơi này vào. Đó. Ống nước này đi xuống dưới nhà mình xài. Ô tô này thì nếu mình sẽ gắn silicone vào đây để cho nó khỏi bị rột. Ok. Mình sẽ rồi, bây giờ mình bắt đầu xuống dưới nhà. Ok. Đây là hệ thống ống nước dưới chỗ. Đây là vòi sen nóng lạnh các bạn. Có phải. Đó. Anh cái này á. Anh có định lòng cho cái dây này cái điện hả? Là anh định hỏi cái ống này để lòng cái điện vô hay gì? Đây nhá. Mở van khóa nước nóng ra đi em ơi. Đây là đây là hệ thống xăng và được chưa nào? Dạ. Ok. Hết rồi. Dạ. Em ơi, lấy chai silicon nên lấy lau khô đi, nên bắn silicon vào đây. Các bạn, vậy là như vậy là đã hoàn thành hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời cho nhà cũ, máy 160 lít. Thì bây giờ cũng đã chơi rồi. Bây giờ xin chào các bạn. Các bạn có nhu cầu tư vấn lắp đặt các dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời từ hàng phổ thông tới hàng cao cấp, xin liên hệ Thành Phát theo số điện thoại 0825 588 599 để mua các loại dòng máy năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời, điện năng lượng mặt trời. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.